đến Nha Trang, du khách không thể không đặt chân đến một địa điểm vô cùng độc đáo, đó là Tháp Bà, còn gọi là Tháp Bonaga. Tháp Bà nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, thuộc phường Vĩnh Phước, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía Bắc. Đây là một quần thể đền thờ tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của dân tộc Chăm. Tạm biệt Ninh Thuận, hành trình tiếp theo của Tour Xuyên Việt Tôi Yêu Việt Nam cùng Việt Travel đang đến với thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Và ngày hôm nay, điểm bắt đầu cho hành trình ngày mới của mình của Minh Ngọc đó chính là tại Tháp Bà Bonaga, một trong những ngôi tháp cổ thể hiện sự hưng vượng của vương quốc Chăm Ba cổ. Không chỉ thu hút du khách bởi quần thể kiến trúc độc đáo mà bên trong nó còn là những câu chuyện ẩn sâu về sự hình thành. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong và khám phá tháp cổ Bonaga quý vị nhé. Anh Tú ơi, em muốn hỏi là mỗi lần mà anh dẫn đoàn tới đây á, thì không biết theo anh cái điều gì làm cho du khách ấn tượng nhất về Tháp Bà Bonaga? Rất là thích câu hỏi của em. Thì có thể nói Tháp Bà Bonaga là một trong những vô cùng tuyệt vời. Khi mà du khách đến đây á, thì du khách có thể cảm nhận được cái nét cổ kính rêu phong của công trình kiến trúc tháp Chăm cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 đến bây giờ vẫn còn sừng sững tại vùng đất Nha Trang thế này. Nhờ du khách có thể tìm hiểu về lịch sử xây dựng tháp, tìm hiểu về truyền thuyết vô cùng hấp dẫn về thờ thần Bonaga Thánh Mẫu. Và đặc biệt khi mà đến đây thì du khách còn có thể thưởng thức được những cái loại hình nghệ thuật truyền thống của người Chăm Ba như là những điệu múa Chăm. Và tóm lại, Tháp Bà Bonaga là một điểm đến có thể kích thích tất cả mọi giác quan của du khách từ nghe, nhìn, ngắm, tìm hiểu và thưởng thức. Mà chắc chắn đây là một điểm đến vô cùng tuyệt vời, không thể nào bỏ qua khi đến với thành phố Nha Trang. Nghe thôi là Ngọc đã cảm thấy rất là kích thích rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để khám phá Tháp Bà Bonaga quý vị ha. Thì hiện tại Thanh Tú và Minh Ngọc đang có mặt tại Tháp Bà Bonaga. Và ngay bây giờ Thanh Tú và Minh Ngọc xin được mời quý vị cùng thưởng thức một điệu múa truyền thống của những nghệ nhân người Chăm Ba. Họ sẽ tái hiện lại những điệu múa vô cùng đặc sắc ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ghé thăm Tháp Bà, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những đền tháp uy nghi và cổ kính mà còn được hòa mình vào những điệu múa như múa quạt Tamia Tanit, quạt múc đội luôn qua sự biểu diện của các thiếu nữ Chăm duyên dáng trong trang phục truyền thống của người Chăm.